Forenger, Wildtrak là những chiếc xe mà Trung Thực Auto xin phép được giới thiệu và chào bán tới quý anh chị trong khuôn khổ video ngày hôm nay. Trung Thực Auto, vua gầm cao, đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng gầm cao, có địa chỉ tại 495 đường Hoàng Quốc Việt, cách bến xe Mỹ Đình khoảng 1 km di chuyển. Và nếu anh chị là lần đầu tiên đến với kênh của Trung Thực Auto, anh chị hãy dành cho kênh một like và một đăng ký kênh để có thể nhận được nhanh nhất và cập nhật nhất những chiếc xe vừa về tới cửa hàng của Trung Thực Auto. Thay vì giới thiệu những chiếc xe gầm cao như mọi khi, thì ngày hôm nay Trung Thực Auto sẽ được giới thiệu và chào bán tới quý anh chị hai chiếc xe bán tải đến từ nhà Ford. Đó là những chiếc xe Ford Ranger và đây là phiên bản Wildtrak. Và đứng cạnh tôi đây, đó chính là chiếc xe Ford Ranger Wildtrak sử dụng động cơ dầu phiên bản là 2.2 lít và sử dụng là hộp số tự động 6 cấp, dẫn động là 1 cầu. Và chiếc xe thứ hai đó chính là chiếc xe Ford Ranger Wildtrak và sử dụng là động cơ dầu và dung tích xe lanh là 3.2 lít và cũng sử dụng là hộp số là 6 cấp. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là hai chiếc xe Ford Ranger Wildtrak đang sử dụng là hai động cơ có dung tích là khác nhau. Với phiên bản 3.2 đó là phiên bản là sử dụng 2 cầu bán thời gian, còn phiên bản 2.2 là phiên bản sử dụng là 1 cầu. Và sau đây xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng khám phá chi tiết về hai chiếc xe Ford Ranger Wildtrak mà Trung Thực Auto đang muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị trong khuôn khổ video ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là chiếc xe sản xuất năm 2015. Đây là phiên bản 3.2. Quan sát ở phần đầu xe thì chúng ta có thể nhìn thấy chiếc xe này đã được chủ cũ độ thêm một chút, đó chính là logo chiếc Ford rất là to bản ở phần đầu xe. Và phần logo này chúng ta có thể nhìn thấy đã được chủ cũ là độ lại, giúp cho chiếc xe là trở nên cá tính hơn. Còn về cụm đèn pha thì chiếc xe vẫn đang sử dụng là cụm đèn pha nguyên bản với bóng đèn chiếu xa, bóng đèn chiếu gần vẫn là kiểu bóng chiếu projector. Và với những chiếc xe Ford Ranger Wildtrak thì quý anh chị có thể thấy được rằng là với đây là những chiếc xe là trong dòng là của vua bán tải, lúc nào doanh số cũng là chiếm đến khoảng hơn 50%, có nhiều khi là đến khoảng tầm 75% thị phần xe bán tải tại thị trường Việt Nam. Về phần an toàn thì chúng ta có thể nhìn thấy là chiếc xe Ford Ranger Wildtrak là một chiếc xe bán tải, nhưng với hệ thống cảm biến phần đầu xe cũng được trang bị tới 4 cảm biến phía đằng trước, khoảng tới 4 cảm biến phía đằng trước, giúp cho việc là di chuyển của chúng ta ở khu vực trong đường xá là đông đúc cũng trở nên là dễ dàng hơn. Và ở đây thì chúng ta nhìn thấy là chủ cũ đã độ lên cho cái viền đèn này của cái đèn gầm này, đó chính là cái giải đèn LED, giải đèn LED giúp tạo điểm nhấn ở phần đầu xe với một chiếc xe sản xuất 2015. Chúng ta tiếp tục di chuyển sang phần hông xe. Ở phần hông xe thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra các đặc tính kỹ thuật của chiếc xe này, đó chính là 3.2 và 6 auto, có nghĩa là xe sử dụng là động cơ là 3.2 lít và là hộp số tự động là 6 cấp. Và chiếc xe mà đang có mặt tại cảng của Trung Thực Auto đang sử dụng là la răng đúc. Vâng, la răng này là la răng nguyên bản và đường kính la răng của chiếc xe này lên tới là 18 inch. Độ rộng mặt lốp của chiếc xe này lên tới là 265 inch. Độ rộng mặt lốp là một trong những chỉ số giúp cho chiếc xe thể hiện cái sự bám đường cũng như khả năng vận hành ổn định. Và với một chiếc xe 2015 thì chiếc xe đang sử dụng dàn lốp ở đây nó là dàn lốp thứ 48 năm 2019. Và về độ dày của vân lốp thì chiếc xe này độ dày của vân lốp còn khoảng tầm là 50 đến 60%. Nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe này thì anh chị hãy đến với địa chỉ 495 đường Hoàng Quốc Việt để được xem xe và trải nghiệm. Và về hệ thống phanh thì chúng ta có thể quan sát ở đây là phần đầu xe này, chiếc xe này cũng đã được trang bị là hệ thống phanh đĩa thông gió phía đằng trước. Và phần hông xe thì chiếc xe cũng được trang trí là một cái gương rất là to bản, đúng không? Giúp chúng ta dễ dàng quan sát trong quá trình di chuyển ở phần hông xe. Rồi với một chiếc xe mà gầm cao thì việc bố trí bậc lên xuống, không những vậy thì bậc lên xuống được thiết kế rất là to bản, giúp việc là bước lên và lên xuống xe cũng trở nên là dễ dàng hơn. Và xe cũng được trang bị là tính năng là chỉnh điện, gập điện để tích hợp đèn báo rẽ. Không những vậy thì gương chiếu hậu ngoài xe của chiếc xe Ford Ranger Wildtrak còn được trang bị đó chính là đèn chào mừng. Với việc có đèn chào mừng thì giúp cho việc chúng ta là lên xuống xe vào buổi tối là trở nên là dễ dàng hơn. Tay nắm cửa thì cùng màu thân xe và sẽ được chủ cũ trang bị thêm hõm tay cửa. Và theo đánh giá của kỹ thuật của Trung Thực Auto, với một chiếc xe màu trắng sản xuất năm 2015 thì chất lượng của bề mặt nước sơn vẫn còn đảm bảo khoảng tầm 80 cho đến 90%. Mặc dù là trong quá trình di chuyển thì cái việc mà xước sát của những chiếc xe là không thể tránh khỏi, và chúng ta cần phải là gì, thỉnh thoảng sơn tút và tân trang lại nó. Với mỗi một chiếc xe được bán ra thì Trung Thực Auto luôn luôn cam kết với quý anh chị về chất lượng, đó chiếc xe không đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm sắt xi, không ngập nước. Và sau đây xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng khám phá một vài chi tiết trong quá trình mà khi chúng ta kiểm tra và đánh giá những chiếc xe đã qua sử dụng tại cảng của Trung Thực Auto. Đầu tiên đó chính là cái đường keo chỉ,
và các chi tiết đường keo chỉ của chiếc xe Forerunner Wincheck sản xuất 2015. Rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra về vị trí là đai ốc cánh cửa. Vị trí đai ốc cánh cửa. Và góc quay này thì chúng ta có thể nhìn thấy là chiếc xe vẫn đang sử dụng đó là bộ ghế nguyên bản theo xe. Vâng, bộ ghế nguyên bản theo xe. Và xe cũng được trang bị tính năng là điều chỉnh điện. Và ghế của chiếc xe Forerunner Wincheck thì chúng ta có thể nhìn thấy đó chính là chiếc xe được trang bị là bộ ghế da. Vâng. Bộ ghế da và với sự phối màu với các chi tiết nỉ và chữ vụng Wincheck giúp cho chiếc ghế trở nên là đẹp hơn và ấn tượng hơn từ cái không gian khoang nội thất. Ở hàng ghế thứ hai. Ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe Forerunner Wincheck thì chúng ta có thể nhìn thấy là chiếc xe Forerunner Wincheck bán tải này với không gian hàng ghế thứ hai cũng khá là rộng rãi, cũng khá là rộng rãi và có bệ tì tay. Bệ tì tay và có khay để nước. Tuy nhiên với một chiếc xe bán tải của nhà Ford thì chưa được trang bị hệ thống cửa gió điều hòa phía đằng sau. Chưa được trang bị hệ thống cửa gió điều hòa đằng sau. Còn nguồn sạc ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là xe cũng bố trí thêm đó là cổng sạc là 230V với công suất là 150W cũng như là cổng sạc 12V giúp cho việc là chúng ta có thể là dễ dàng sử dụng các thiết bị văn phòng trong quá trình di chuyển. Tuy nhiên một điểm mà ở tất cả các dòng xe bán tải đó chính là lưng ghế của xe là hơi đứng. Và điều này sẽ làm cho chúng ta là trong quá trình di chuyển, đặc biệt là đường dài thì sẽ là cảm thấy là bị mỏi lưng hơn, đúng không ạ? Và tiếp tục xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng di chuyển đến phần đuôi xe. Ở phần đuôi xe của chiếc xe Forerunner Wincheck thì chúng ta có thể nhìn thấy là sẽ được trang bị với các chi tiết hệ thống cảm biến. Ví dụ chúng ta có thấy là tới 4 cảm biến phía đằng sau. Vâng, 4 cảm biến phía đằng sau. Như vậy là với 4 cảm biến trước, 4 cảm biến sau. Và trong góc quay này thì chị có thể nhìn thấy đây là cái góc cản sau của chiếc xe Forerunner Wincheck sản xuất 2015. Nó được chủ cũ là thay đổi, tạo vẻ là cho những chiếc xe off-road. Đây là khu vực móc kéo xe, đúng không ạ? Và logo của những chiếc xe Forerunner Wincheck thì không chỉ dừng lại là chỉ là giúp cho chúng ta có thể biết được là nhận diện thương hiệu. Còn ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là camera cũng được bố trí một cách rất là tinh tế ở phía bên dưới logo của những chiếc xe Forerunner Wincheck. 4 cảm biến trước, 4 cảm biến sau, camera báo lùi, gương chiếu hậu to bản. Tất cả những điều này sẽ giúp cho chiếc xe Forerunner Wincheck trở nên là di chuyển dễ dàng hơn. Và với việc sử dụng những chiếc xe đã qua sử dụng tại gàng của Trung Thực Auto, anh chị sẽ được thừa hưởng các chi tiết mà được chủ cũ trang bị thêm. Và với chiếc xe Forerunner Wincheck này thì đó chính là xe được trang bị thêm là nắp thùng sau và nắp thùng thấp. Nắp thùng thấp. Và đây chính là không gian của khu vực là thùng chứa hàng và thùng chở hàng của chiếc xe Forerunner Wincheck. Đó chính là những chi tiết mà được chủ cũ trang bị thêm, tạo dáng vẻ thể thao cũng như là chúng ta có thể là để đồ một cách là kín đáo hơn, đúng không ạ? Và chiếc xe thứ hai mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị đó chính là chiếc xe Forerunner Wincheck. Tuy nhiên đây là bản một cầu. Và quan sát ở phần đuôi xe thì chúng ta có thể nhìn thấy là chiếc xe 2017 này thì được sử dụng là cản sau là nguyên bản. Với cản sau nguyên bản thì những chiếc xe Forerunner Wincheck là có phần là bậc lên xuống sẽ hạ thấp hơn. Và với việc hạ thấp hơn chúng ta việc là lên xuống xe trở nên là dễ dàng hơn. Và chiếc xe này thì đang sử dụng đó là lắp thùng thấp. Nắp thùng thấp. Vâng, nắp thùng thấp. Đó. Với cái thanh thể thao tạo dáng vẻ thể thao cho chiếc xe bán tải. Ở phần hông xe thì chúng ta có thể nhìn thấy là chiếc xe Forerunner Wincheck đây là phiên bản là 2.2 6 số tự động. Cũng có là độc bậc lên xuống. Tuy nhiên là dàn lốp thì chúng ta có thể nhìn thấy dàn lốp đã được chủ cũ trang bị thêm. Đây là dàn lốp mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trên những chiếc xe là chuyên đi off-road, đúng không ạ? Nhưng không phải là chiếc xe này để dùng để đi off-road mà là chiếc xe này đã giúp cho cái khả năng là bám đường cũng như là vượt địa hình của xe Forerunner Wincheck này trở nên dễ dàng hơn. Và với những chiếc xe bán tải thì hệ thống phanh sau vẫn là phanh tăng trống và hệ thống treo đó là hệ thống nhíp. Với hệ thống phanh tăng trống thì khả năng tải cũng như là với hệ thống nhíp giúp cho chúng ta có thể là chở hàng là tốt hơn thì tăng hiệu quả chở hàng. Và với chiếc xe 2017 này và chiếc xe 2017 thì gương tiêu hậu cũng to bản, chỉnh điện gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chiếc xe có màu cam, đúng không ạ? Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng di chuyển đến phần đầu xe. Chúng ta sẽ cùng di chuyển đến phần đầu xe của chiếc xe 2017. Chúng ta chỉ nhìn thấy sự khác biệt ở phần đầu xe đó chính là về cụm đèn. Cụm đèn thì với bóng đèn chiếu gần là kiểu bóng chiếu vector, tuy nhiên là bóng đèn chiếu xa thì là phản xạ đa hướng.
Còn hệ thống cảm biến ở trên chiếc xe Forerunner Wildtrak này 2017 này thì không có bốn cảm biến trước như chiếc xe 2015 mà chúng tôi vừa giới thiệu. Và sau đây thì xin chị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực không gian khoang nội thất của chiếc xe sản xuất 2017. Xin mời quý anh chị. Và đây chính là không gian khoang nội thất của chiếc xe Forerunner Wildtrak sản xuất 2017, tay lái bọc da. Và với một chiếc xe nó lăn bánh được là 8,5 vạn thì các chi tiết như là tay lái, vâng, vị trí cần số, đúng không ạ? Và vị trí bệ tì tay. Các chi tiết này cũng cho thấy được rằng là sự giữ gìn của chủ xe với một chiếc xe đang bày bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Forerunner Wildtrak cũng được trang bị là phần là bảng táp lô với đường chỉ tạo điểm nhấn cho chiếc xe này. Hệ thống điều hòa của chiếc xe được trang bị là hệ thống điều hòa là tự động. Tuy nhiên là chìa khóa thì vẫn đang là sử dụng là chìa khóa cơ. Và đây là phiên bản là một cầu, và phiên bản một cầu. Xe thì được trang bị tới 6 túi khí, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy hệ thống tính năng an toàn. Bản đồ vệ tinh dẫn đường cũng đã được tích hợp trên chiếc xe này, và không qua hệ thống màn hình DVD. Tay lái thì tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, có chế độ lái cruise control, rồi là hệ thống là hạn chế và giới hạn tốc độ, đúng không ạ? Tất cả những điều này sẽ giúp cho chúng ta điều khiển chiếc xe Forerunner Wildtrak này tự tin hơn, an toàn hơn. Gương chiếu hậu trong xe là tự động chống chói. Tuy nhiên thì ở chiếc xe này thì có thể thấy là về tông màu nội thất thì cũng giống như chiếc xe của 2015 mà chúng tôi vừa giới thiệu. Nhưng ghế lái và ghế hành khách thì vẫn đang là chỉnh cơ, chưa được chỉnh điện. Và chiếc xe này lăn bánh được là 8,5 vạn, đúng không ạ? Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng khám phá qua về không gian khoang nội thất của chiếc xe sản xuất 2015 đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Với chiếc xe 2015, và đây là bản 2 cầu, hoặc 2 cầu bán thời gian, có nghĩa là chúng ta có thể là sử dụng là chế độ 1 cầu chủ động hoặc là chế độ 2 cầu tùy thuộc vào địa hình mà chúng ta là di chuyển, làm sao đó chúng ta có thể là được là cái khả năng vận hành tốt nhất của chiếc xe Forerunner Wildtrak này. Và ghế lái của chiếc xe này, đây là phiên bản 3.2 thì được trang bị là tính năng là ghế lái là điều chỉnh điện, còn ghế hành khách vẫn đang là điều chỉnh tay. Và với bố trí khung hình này thì chúng ta có thể nhìn thấy không gian khoang nội thất của những chiếc xe Forerunner Wildtrak 3.2 hay là 2.2 thì đều được trang bị là tương tự và gần như là tương đồng nhau. Đó chính là xe được trang bị, đó là các phím điều khiển tích hợp trên vô lăng, rồi là cruise control, rồi là giới hạn tốc độ, rồi là chế độ đàm thoại rảnh tay điều khiển bằng giọng nói, đúng không ạ? Rất nhiều các tính năng, các cái phím bấm được bố trí trên tay lái, rồi là màn hình DVD tích hợp bản đồ vệ tinh dẫn đường, hệ thống là điều hòa là tự động. Tuy nhiên với phiên bản 3.2 này thì chúng ta có thể nhìn thấy là xe được trang bị đó chính là cảnh báo lệch làn, đúng không ạ? Rồi là hệ thống đèn pha của chúng ta là hệ thống đèn pha là tự động, và chúng ta có thể là điều chỉnh đèn cốt là tới là 5 chế độ. Và cái đèn này thì chế độ này thì cũng giống như chế độ mà của chiếc xe một cầu chúng tôi vừa giới thiệu. Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng di chuyển đến khu vực không gian khoang động cơ của cả hai chiếc xe. Xin mời quý anh chị. Động cơ, hộp số, đó là những điều mà Trung Thực Auto luôn luôn cam kết với quý anh chị về tính nguyên bản, chưa tháo dỡ cũng như chưa đại tu với mỗi một chiếc xe được bán ra. Và Forerunner Wildtrak là một chiếc xe bán tải. Tuy nhiên, để việc là mở nắp capo của chiếc xe này cũng trở nên là dễ dàng, bởi vì cả hai xe đều được trang bị đó là thanh đẩy thủy lực, đúng không ạ? Và trong không gian này thì chúng tôi muốn giới thiệu với quý anh chị về các chi tiết như đường keo chỉ ở vị trí đai ốc, về tính nguyên bản của hai chiếc xe chúng tôi đang muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị tại địa chỉ 495 đường Hoàng Quốc Việt. Và đây là một chiếc xe Forerunner Wildtrak bản 3.2 sản xuất năm 2015. Và chiếc xe này thì hoàn toàn anh chị có thể sử dụng những gói vay tài chính lên tới 70% với 70%. Và chiếc xe thứ hai đó chính là chiếc xe sản xuất năm 2017. Và cả hai chiếc xe, nếu anh chị cũng có nhu cầu sử dụng những gói vay tài chính thì anh chị hãy liên hệ với nhân viên của Trung Thực Auto để được nhân viên của Trung Thực Auto tư vấn, giúp cho anh chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe ưng ý với khoản đầu tư hợp lý. Và với cái việc là sử dụng gói vay tài chính thì anh chị hoàn toàn có thể được hưởng những mức lãi suất ưu đãi đến từ các ngân hàng đối tác của Trung Thực Auto. Và 755 triệu đó chính là mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với chiếc xe Forerunner Wildtrak phiên bản là 2.2, hộp số sử dụng là 6 số tự động và có chủ sở hữu là tư nhân, một chủ từ đầu, lăn bánh được là 8,5 vạn và chiếc xe mang biển tỉnh. Và 715 triệu đó chính là mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với chiếc xe sản xuất năm 2015 là Forerunner Wildtrak. Xe sử dụng là động cơ dầu, dung tích xe anh là 3.2 lít, hộp số tự động 6 cấp và chiếc xe có chủ sở hữu là tư nhân, một chủ từ đầu và mang biển Hà Nội.
Và nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe nào, anh chị hãy đến với địa chỉ 495 đường Hoàng Quốc Việt, ngã ba giữa đường Hoàng Quốc Việt với đường Phạm Văn Đồng để được xem xe và trải nghiệm. Và với mỗi một chiếc xe được bán ra thì Trung Thực Auto luôn luôn cam kết với quý anh chị về chất lượng, đó là về giấy tờ. Đó, những chiếc xe là minh bạch mặt giấy tờ, không cầm cố, không thế chấp và thậm chí là không còn nguội. Tất cả những điều trên thì Trung Thực Auto luôn luôn cam kết quý anh chị bằng văn bản có giá trị pháp lý. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những lần giới thiệu và chào bán xe tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.